Chị em đang mày mò gánh mấy năm cho một mọi người. Đó, đúng rồi nè. Đây là cái hút mộng hả? Còn nuốt cuối cùng là phun sương hoa hồng. Cái màu đỏ. Phun sương luôn hả? Cái đó là một ống xoay cua, một ống xoay cua. Này ta bắt điện lên, nó sáng đèn nè. Cái đó làm gì ta? Dạ, nó bắt đèn lên, nó sáng đèn nè. À. Cái này là dạng những cái này đúng rồi đúng không? Đó nè nè nè. Đó nè nó gắn vô nè. Đó chỉ nè gắn vô nè đó thấy không? Không. Đó nó gắn vô nè. Ở này ta gắn liền mà cho mình gắn vô nó mãi thì nó sáng đẹp. Con tao này là phun sương hoa hồng. À. Cái ô này có cái ống này thấy không? Cái ống này. Tháo là sao tháo là nhọn. Phun sương phun sương. Vậy là sai rồi. Lại nhẫn chưa? Gắn cái cây này, dặn cái cây này, dặn cái cầu nó sao mà dặn ra. Bỏ vô lại đi, để bể. Cái hàng giấy vỡ. Cái đó hàng giấy vỡ. Gắn cái bọc ra, cái bọc nó có gì. Đây, cái này ấn từ đầu. Ấn hết là nó không tìm, ấn hết là tìm. Chắc từ đầu, cái đầu này. Đúng rồi, bóp xuống, nhấn xuống. Cái này nó nhấn xuống.